Vi, lúc em mang sang bác Nga đã ăn cơm chưa? Bác ấy đang ăn rồi chị ạ. Nhìn bác ấy ăn một mình mà trông tội cực. Xong rồi á, bác ấy ăn canh của bố nấu, bác ấy còn khen ngon nữa cơ. Thế hả? Còn cái nuôi lớn bằng đâu bằng cổ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Bố làm sao đấy ạ? Chị cũng không biết nữa. Chị em mình có làm gì để bố giận đâu nhỉ? Không biết. À, con chào bố ạ. Hôm nay bố mẹ chồng con đi vắng nên con lại sang nhà mình ăn trực ạ. Lần sau về ăn thì phải báo trước một tiếng nhá. Mọi hôm bố có bắt con như thế đâu. Nhà mình có gì thì con ăn như thế mà. Mấy chị em ăn cơm đi. Lúc chiều bố ăn mấy cái bánh đầy bụng lắm. Hôm nay bố bị sao nhỉ? Hay em về bố không thích ạ? Không phải đâu. Hình như là bố đang giận cái gì. Chết thật. Lúc sáng bố ra cửa hàng tìm chị. Lúc ấy chị đông khách quá nên không nói chuyện với bố. Chắc là bố giận rồi. Hôm trước ý, bố cũng gọi em đi ăn trưa. Nhưng mà hôm đấy em bận quá, thế là em qua chỗ bố được mấy phút. Xong rồi em bảo bố ăn một mình đi. Thảo nào, trưa nay bố cũng gọi cho em. Nhưng tại vì đang đi với Khánh nên em không để ý. Mà kể cũng lạ thật. Bình thường bố có như thế đâu, sao tự dưng hôm nay lại trái tinh trái nết. Đúng là chả hiểu sao. Thì bố đang quen đi làm, bây giờ phải nghỉ ở nhà nên cũng hụt hẫng. Chị em mình thì đi tối ngày, chắc bố buồn lắm đấy. Nhưng biết làm thế nào được ạ? Căn nhà khác cũng toàn thế mà. Ừ, nhưng mà công nhận dạo này chị em mình cũng ít quan tâm đến bố. Cả ngày đi ra đi vào có một mình, chắc lại nghĩ ngợi linh tinh đây. À, thế này đi, trưa mai cả ba chị em mình đưa bố đi ăn nhà hàng nhá. Em nghĩ thay đổi không khí chắc là mọi việc sẽ ổn đấy. Ý kiến của Tiên được đấy. Mà chị em mình tranh thủ đi mua cho bố cái áo mới. Áo của bố cũ hết rồi. Ok, ok con dê. Đây, mực này chị. Cô mua đi. Mực này mới chia lên uống bia là hay lắm đấy. À, em nghe thấy bảo mẹ chồng chị bị mắc chứng mất trí người già. Bác sĩ kết luận như vậy. Người già hay quên, thường hay mắc cái bẫy lắm. À, hôm nọ mẹ chị bị lạc có đúng không? May mà còn gặp được người quen, không thì cũng chẳng biết thế nào. Dạo này hai vợ chồng chị bận quá nên cũng chẳng đưa bà đi khám được. Chẳng ai lường được đâu. Chị chọn xong chưa? Chị xong rồi đây. Ê bác ơi. Hả? Bác chưa thanh toán ạ. Chết. Xin lỗi, chắc tôi mải nghĩ nên quên. Dạ không sao, bác vào thanh toán hộ cháu. Tôi chết rồi. Tôi rơi mất ví rồi. Bác thử xem lại xem, hay là bác quên ví ở nhà? Không, tôi có mang ví tiền mà. Alo. Hả? Bố để quên ví ở nhà. Cô ơi, cô cho tôi gửi mấy cái đồ này ở đây, lát tôi quay lại lấy nhé. Vâng ạ. Sao lâu thế? Đang ở tầng 3 đây em. Em nhanh lên. Chị với chị Tiên đi cũng được mà. Xem em vào không thấy em lại kêu ầm lên ý. Sao em bảo là em xin nghỉ sớm rồi cơ mà. Nhưng mà em chỉ xin nghỉ với trưởng phòng thôi. Lỡ có việc sếp gọi điện mà không thấy, sếp chửi em chết. Mà từ mai chị mà có hẹn với chị Tiên thì phải hẹn trước em một tiếng đấy. Chị ấy á, là chúa giờ cao su đấy. Ừ, thôi chị em mình đi vào mua đi. Không là bố ra không thấy đâu thì chết. Chờ em. Em đợi mãi, mình có taxi đấy. Có phải ngày gì đâu mà thiếu taxi. Chỉ kiếm cớ là giỏi thôi. Đúng đấy. Thì bây giờ mọi người cũng phải thông cảm cho em chứ. Bây giờ là đi là hai người đi, nên chậm chạp hơn là đúng rồi. Nhất em, kiểu gì em cũng nói được.
Đi. Chị ơi, màu này có được không ạ? Không đẹp lắm. Cái này đi, chị nghĩ là hợp tuổi bố đấy. Nhưng mà trong tủ của bố toàn màu tối thôi, chọn cái màu nào sáng sáng ý. Đương nhiên phải là màu cam nhạt rồi. Cam nhạt sang mà. Nhưng mà chị nghĩ là bố sẽ thích màu này của chị. Không, bố sẽ thích màu của em cho mà xem. Ba cái áo là ba giá khác nhau. Bây giờ thế này nhá, mình sẽ gói cả ba lại, nhưng không nói là của ai cả, để xem bố thích cái nào nhất. Và đương nhiên là hai cái áo còn lại sẽ phải trả tiền cho cái áo được thích nhất rồi. Ok. Nhất trí. Em cũng đồng ý luôn, sao phải xoắn. Này, hay mình vào trong gọi đồ ăn trước đi. Lúc nào bố đến thì có đồ ăn luôn. Đợi bố đến hãy gọi em ạ, biết đâu bố thích ăn món khác. Sáng nay chị nói cho bố rõ địa chỉ chưa? Chị còn ghi cả ra giấy cho bố nữa cơ. Di động thì không liên lạc được, chẳng biết như thế nào nữa. Gọi về nhà thì không ai nghe máy cả. Biết làm nào bây giờ? Thôi, mình cứ đợi đây một lát nữa xem như thế nào. Sao giờ này còn ở nhà? Bố ở nhà, sao con gọi điện bố không nhấc máy? Di động của bố cũng không liên lạc được. Bọn con chờ bố cả buổi sáng ở nhà hàng đấy. Bố không ra thì cũng phải nói cho bọn con một câu chứ. Ồ hay. Thế mấy đứa chờ bố ở nhà hàng làm gì? Sáng nay con hẹn bố ra nhà hàng ăn trưa với chị em con rồi còn gì. Chết không chị. Bố quên mất. Con đau muốn ngất rồi đây này. À mà bố để điện thoại ở đâu đấy? Bố cũng không nhớ là để ở đâu. À, đứa nào thử bấm gọi vào đấy xem có đổ chuông không. Thế sáng nay bố đi đâu? Bố đi siêu thị, nhưng mà lúc ấy vẫn còn. Ban nãy sang nhà hàng xóm chơi, bây giờ không biết để ở đâu. Mà thôi đi ăn đã, con đói lắm rồi đây này. Này, thôi mấy đứa bày vẽ đi ăn nhà hàng làm gì. Thức ăn bố nấu xong rồi, ăn ở nhà thôi. Giờ mà đi thì cũng mất thời gian. Thôi để hôm khác mình đi ăn nhá. Lan, con lấy thức ăn ở trong tủ lạnh ra đi. Nào. Bố, sao bố lại để điện thoại trong tủ lạnh thế này? Hả? Bố. Đã có kết quả rồi. Vâng. Nhưng để cháu kiểm tra lại kỹ cho chú một chút. Vâng ạ. Cháu sẽ hỏi chú mấy câu. Hôm nay là thứ mấy ạ? Thứ ba. Chú đã có gia đình chưa? Vợ tôi đã mất. Tôi có ba đứa con gái. Địa chỉ hiện tại nhà chú đang ở đâu ạ? Tôi đang... Tôi không nhớ. Không sao, để cháu hỏi chú câu khác nhé. Vậy đèn bảng hiệu giao thông có mấy màu? Đó là màu gì? Có bốn. Ba. Màu xanh, màu đỏ và màu... Tự dưng bác sĩ hỏi bất chợt, tôi không nhớ nổi. Căn cứ theo phim chụp, kết luận là chú mắc bệnh Alzheimer. Là bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ làm sao được ạ? Chắc bác sĩ nhầm lẫn thế nào ấy. Chứ tôi chưa đến 60 tuổi làm sao mà mất trí nhớ được ạ? Bác sĩ kiểm tra kỹ lại cho ạ. Thực tế, một số bệnh nhân Alzheimer
thường có triệu chứng run tay. Cháu quan sát chú thấy cũng run tay ạ. Bác sĩ ơi, thế cái bệnh này có chữa được khỏi không ạ? Trước mắt chỉ có cách điều trị là giảm bớt sự thoái hóa của tế bào thần kinh não. Bác sĩ ơi, cho dù không chữa trị hết, nhưng bác sĩ có cách nào làm cho bệnh của tôi nó đỡ nặng hơn được không ạ? Khó nói lắm, vì không có loại thuốc nào cản trở chất đen thoái hóa, nên không khẳng định bệnh có bị nặng lên hay không. Nếu chú kiên trì uống thuốc và tập thể dục thường xuyên thì có thể duy trì được hiện trạng đấy ạ. Nhưng cháu biết có một số trường hợp thoái hóa rất nhanh ạ. Bác sĩ ơi, thế nếu căn bệnh này mà trở nên nghiêm trọng thì tôi sẽ thế nào ạ? Người mắc phải bệnh này lúc đầu thường quên những việc mới xảy ra. Càng về sau, khi bệnh trầm trọng sẽ không nhận ra người thân trong nhà, vụng về hay đi lạc và mất khả năng sinh hoạt hàng ngày, trở thành ngơ ngác, cần người khác chăm sóc và kiểm soát mọi mặt. Xong rồi đấy chị ạ. À, còn đơn hàng nào nữa không? Không. Hôm nay nhà em có việc đúng không? Em cứ về trước đi. Chị mệt à? Hay mình đóng cửa hàng về nghỉ đi. Lúc nãy chị ăn bát cháo chai, chắc là bị lạnh bụng thôi. Mà chị cũng vừa uống viên thuốc rồi, chắc là sẽ đỡ ngay thôi. Vậy thôi em về trước nhá. Ừ. Anh Toàn, anh rảnh không? Đi uống với em cốc bia. Cậu không phải đi đón vợ à? Vợ em đi công tác, chứ không đã réo rắt lâu rồi. Như anh lại sướng, em lấy vợ sớm đâm ra lại khổ. Anh đang cố phấn đấu được như chú đây. Ở nhà mọi người giục quá rồi. Lấy vợ sớm chẳng khác nào lấy cái máy nói về nhà đâu anh ạ. Thế nào, anh có đi được không? Thôi, để hôm khác đi, hôm nay anh có vài việc bận. Ui giời, chán anh quá đấy. Thôi thế để em rủ người khác vậy. Đi nhé. Vâng, em chào anh. Lan, Lan ơi, kìa Lan, em làm sao thế? Em đau bụng quá. Em đau bụng như thế nào? Em đau lắm. Để anh gọi xe đưa em đi viện nhé. Đi em, cố lên em. Cái Lan nó sao rồi con? Cháu cho chú ạ. Dạ, Lan bị ngộ độc. Bác sĩ vừa cho uống thuốc và truyền nước rồi ạ. Trưa nay nó vẫn ăn cơm ở nhà bình thường cơ mà. Lan có nói với cháu, trưa nay quán cháo trai của hàng rong gánh qua. Cháu đã dặn Lan bao nhiêu lần rồi, là không nên ăn uống linh tinh ở ngoài đường, không đảm bảo tí nào cả. Cũng lại tại chú mất rồi. Hôm nay đãng trí thế nào, đã hẹn với chúng nó đi ăn rồi lại quên khuấy mất. Chắc nó lại nhường các em ăn không đủ no cho nên mới phải ăn cháo ngoài như thế. Để chú vào xem nó thế nào. Ấy chú, Lan vừa ngủ ạ. Chú để cho Lan ngủ một lúc để cho lại sức ạ. Chú ra đây ngồi ạ. À,
Cháu có bận việc gì thì cứ đi đi, để chú ở đây trông Lan được rồi. Dạ, hôm nay cháu rảnh ạ. Chú cứ về nhà lo cơm nước nghỉ ngơi đi, để cháu trông Lan. Nếu có vấn đề gì cháu sẽ alo cho chú ạ. Ừ, thế để chú về nhà nấu cho nó ít cháo. Dạ, nấu xong chú cứ bảo Vi mang vào. Trời cũng sắp tối rồi, chú đi một mình ngoài đường không đảm bảo tí nào cả. Đằng nào đêm nay chú cũng phải ở lại đây để trông cái Lan, chứ tình trạng sức khỏe của nó thế này đã về ngay làm sao được. Đêm nay cháu sẽ trông ạ, chú không phải lo gì cả. Cảm ơn cháu. Sao chú lại nói thế ạ? Chú để cho cháu có cơ hội chuộc lỗi với Lan chứ ạ. Thời gian vừa qua không có Lan bên cạnh, cháu mới nhận ra rằng chuyện chia tay giữa cháu và Lan, lỗi là do cháu. Cháu đã quá vô tâm chú ạ. Chú rất vui khi nghe con nói như vậy. Vậy chú ủng hộ cháu nhé. Đương nhiên rồi. Thôi ở đây nhé. Dạ vâng. Chú về đây. Chú về ạ. Ừ. Cháy đen thế này, may mà con về kịp, chứ không là không biết như thế nào đâu. Khổ quá, bố tính ninh ít xương để mai nấu ăn sáng, thế nào mà đi vào tắm rồi quên mất. Lần sau lúc nào ăn thì bố hãy nấu, bố cứ tranh thủ như thế, xong rồi tính bố thì nhớ nhớ quên quên, đến lúc quên thì chẳng bỏ. Thôi được rồi, bố nhớ rồi. À này, thế chị Lan ở trong đấy thế nào? Cũng đỡ rồi ạ, nhưng mà bác sĩ bảo là vẫn phải cần ở lại để theo dõi và truyền. Chắc là ngày mai chị được ra viện thôi bố ạ. À, mà bố này, anh Toàn anh ấy bảo là từ ngày mai mẹ nghĩ sẽ nấu cháo mang vào cho chị Lan, thế nên là bố không cần phải nấu nữa đâu. Chị Lan con lấy thằng Toàn là bố ưng nhất đấy. Gia đình bên ấy người ta tử tế, quý mến nó. Yêu đứa khác chắc gì đã bằng thằng Toàn. Mà con thấy hai anh chị cũng chẳng có mâu thuẫn gì quá lớn. Với lại chị Lan nhà mình là người dễ cảm động, chỉ cần anh Toàn anh ấy nhiệt tình thêm một tí thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Bố bảo, con thấy thái độ của cái Lan thế nào? Ý, chắc là cũng rung rinh một tí đi. Thế có vẻ là bối rối lắm. Còn cha dám ở lại lâu không thì làm kỳ đà cán mũi chết. Gớm, còn cả cô nữa đấy. Hôm nào bảo thằng Khôi đến đây ăn cơm, rồi nhanh chóng mà cưới đi. Chứ đừng để bố đau tim như hai đứa kia nữa nhé. Còn lâu con mới lấy chồng, con sẽ ở nhà với bố. Vi này. Dạ. Cả ba cái áo các con mua, bố mặc đều vừa, đều rất đẹp con ạ. Nhưng mà bố thích cái nào nhất? Bố thích cả ba. Bố nói vậy thì hòa cả làng còn gì. Các con quan tâm đến bố, bố cảm động lắm. Con nào bố cũng yêu. Bố yêu ba đứa bằng nhau mà. Thôi chết, anh ngủ quên mất. Em dậy khi nào vậy? Em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi anh dậy. Mà thôi, anh về còn đi làm đi ạ, em cũng đỡ rồi. Anh gọi điện xin nghỉ ngày hôm nay. Em ra viện về nhà rồi thì anh mới yên tâm được. Lát nữa có Vi và Tiên vào với em là được rồi. Anh nghỉ làm, ảnh hưởng đến công việc, lỡ cơ quan kỷ luật thì sao? Nếu anh nhận nhiệm vụ thì anh sẽ không dám nghỉ. Nhưng mà bây giờ chỉ có việc của đội, anh nghỉ một ngày người khác làm thay cũng được mà. Mà mẹ sắp mang cháo vào cho em rồi đấy. Em làm phiền bác quá. Chẳng phiền gì hết. Mẹ. Bác ạ. Con mà không để bác chăm á, bác giận không nhìn mặt đâu. Bác ngồi đây đi ạ. Thôi thôi, con ngồi đi. Ngồi đi em. Để bác lấy cháo con ăn nhá. Dạ. Ôi giời, từ sáng đến giờ con làm cái gì mà không đi mua nước? Bị ngộ độc
uống càng nhiều nước càng tốt. Ờ, con quên mất. Ui. Thôi, con lấy thìa xúc cháo cho Lan ăn đi, để mẹ đi mua. Dạ vâng ạ. Khổ quá. Em ngồi im đi được không? Đường tắt lúc nào không tắt. Thôi anh vòng xe lại đi. Em biết đường tắt đấy. Nhưng đằng trước đằng sau đều có xe, anh không thể nào đi được. Nhưng anh phải vòng xe lại thì mới vào được đường tắt. Đường tắt của em dành cho xe máy chứ gì. Ừ đúng rồi. Tiểu thư ơi là tiểu thư, em đang ngồi trên ô tô đấy. Bây giờ em lại bảo anh đi vào đường dành cho xe máy, có thể Thánh cũng không lái được. Em không biết đâu, nhưng mà đã hẹn mọi người đúng 5 phút có mặt rồi. Trời ơi, em cứ như thế có giải quyết được gì đâu. Nhưng mà anh không nghe chị Lan bảo là có việc rất cấp bách à? Có phải là anh không muốn đi đâu, chẳng qua là tại... Thôi, để em xuống đi xe ôm cho nhanh. Này Tiên. Bố đi lúc mấy giờ ạ? 6 giờ chị dậy thì đã thấy bức thư ở trên đầu giường rồi. Vậy mà hai người vẫn ngồi nguyên một chỗ, không nhúc nhích. Em cũng định đi ra bến xe ga tàu tìm bố, nhưng mà chị Lan không cho đi ạ. Lúc nào chị cũng nói là thương bố, quan tâm đến bố. Thế mà lúc bố bỏ đi,
Chị không hề báo cho em, cũng không cho cái Vi đi tìm, là sao? Em sợ sự bình thản, lạnh lùng của chị quá. Chị muốn tất cả mọi người cùng ngồi lại, suy xét và phân tích sự việc. Bố không phải là trẻ lên 5 lên 3, mà cũng chưa già đến độ lẫn. Vậy thì mọi hành động của bố đều có chủ ý. Chị nghĩ chúng mình nên tôn trọng. Nhưng mà từ xưa đến nay bố có bao giờ rời chị em mình một ngày đâu. Vậy nên chị em mình phải tìm ra lý do. Chị bị điên rồi. Không được hỗn. Mỗi người một suy nghĩ, một hành động. Chị đừng có áp đặt. Em sẽ đi tìm bố. Ngồi xuống. Khi nào chị chưa cho phép, không ai được đi tìm bố hết. Bố có phải bố đẻ của chị không? Mà sao chị có thể vô tâm như thế chứ? Em vẫn sẽ đi tìm bố, cho dù chị có đồng ý hay không. Tránh ra. Chị, em vào chuẩn bị quần áo đi làm đi, không muộn. Thôi, hay là để hôm nay em gọi điện xin nghỉ nhá. Đã bảo đi làm đi cơ mà. Mọi việc chị tự biết cách sắp xếp giải quyết. Nhưng mà em lo cho bố lắm. Không biết là bố có mệnh hệ gì không ý. Đừng có nói gở miệng. Bố đã bảo là đi chơi mấy ngày cho khuây khỏa rồi còn gì. Nhưng mà dạo này em thấy bố có nhiều biểu hiện lạ lắm. Chị không thấy à? Chị thấy hoàn toàn bình thường, không có gì lạ cả. Đây này, bố vẫn tắt máy này. Đi chơi sao phải tắt máy như thế chứ? Hay là để em đi báo công an nhá. Chị cấm. Trong cái nhà này, một mình Tiên bướng mình chưa đủ hay sao? Chị ra cửa hàng trước đây. Đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận. Vâng vâng. Dạ thế ạ. Vâng vâng vâng. Cháu cảm ơn bác ạ. Lâu lắm rồi có thấy bố cháu qua đây chơi đâu. Hôm nọ gặp bố cháu ở ngoài đường, chào đến mấy câu mà ông ấy chả thèm thưa. Bố cháu dạo này trí nhớ có vấn đề hay sao ấy. Hôm nọ chú thấy ông ấy đi chợ rồi bỏ luôn cả xe ở ngoài đường. Việc hả anh? Thấy chú ấy nói sức khỏe kém nên không thể đảm đương được nữa. Nhưng anh thấy chú có ốm đau gì đâu. Mỗi tội là hay quên thôi. Hay quên á? Cụ thể là như thế nào ạ? Thì khách người ta gọi cá hấp, bố em lại làm bò hấp. Khách gọi ba ba, bố em lại làm cá trình. Nói chung là bị khách kiện suốt. Mà bố em nghỉ đến cả tháng nay rồi. Sao các em không biết gì à? Tại em khổ quá. Tại mình lấy chồng, em có ở cạnh bố đâu mà biết. Thế mà chú ấy bảo các con bắt nghỉ. Đúng là mỗi lúc nói một kiểu, chả biết đường nào mà lần. Thôi, anh vào làm đây. Đứng thêm tí nữa, mất to nửa tháng lương đấy. À. Dạ. Cho anh gửi lời hỏi thăm chú nhá. Hôm nào nghỉ, anh rảnh anh sẽ đến chơi. Vâng ạ, chào em. Chào anh.
Bác mua vé đi đâu ạ? Tôi đi... đi đâu bây giờ? Thôi, cho tôi một vé đi Vinh đi. À thôi cô ơi. Đi đâu? Sài Gòn. Thanh Hóa đi. Ê, từ từ cô ơi. Đi đâu bây giờ? Cô cho đi Hà Giang đi. Ê chết, xin lỗi cô. Có lẽ cô để tôi nhớ lại xem đã. Mời bác ra ghế ngồi chờ. Khi nào bác nghĩ xong bác quay lại thì cho bán vé cho bác nhé. Vâng vâng, cảm ơn cô. Cho một vé đi Vinh đi cô ấy. Bác đợi một lát. Bác ơi, bác mua giúp cháu một vỉ kẹo được không ạ? Mở hàng cho cháu đi bác. Từ sáng đến giờ, cháu chưa bán được vỉ nào ạ. Bác có ăn kẹo cao su bao giờ đâu. Bác mua cho cháu một vỉ thôi cũng được ạ. Cháu đói lắm ạ. Cháu mà không bán được tí nào thì ông chủ sẽ đuổi đi, bỏ đói cháu bác ạ. Bác mua cho cháu đi bác. Bác cho tiền mà đi ăn cơm. Bác cho thật hả bác? Bác cũng không có nhiều. Bác cho 20.000. Đi ăn cơm đi mà còn bán hàng. Thôi cháu không lấy đâu. Bác cứ muốn giúp cháu vỉ kẹo đi. Cháu giả lại tiền. Này, cháu ngã cháu ơi. Này. Ê, cháu ơi. Bác không mua nhiều kẹo cao su thế này đâu. Thấy bố đâu cả. Lúc này có một vụ tai nạn ở gần đây đấy. Người ta bảo có một ông ngoài 50 tuổi bị xe va phải. Em sợ quá. Em chạy vào xem nhưng may quá không phải bố. Đi, chị em mình đi tìm tiếp kìa em. Em đang bầu bì thế này, đi lại nhiều không tốt đâu. Nhưng mà đi về đi. Chị có chuyện muốn nói với mấy đứa. Nhưng mà bố.
Bác sĩ ơi bác sĩ, có phải bố em bị mắc bệnh đãng trí tuổi già phải không ạ? Bố em bị bệnh Alzheimer. Đây là loại bệnh gây sa sút trí tuệ, hay còn gọi là mất trí nhớ do tổn thương chất xám của vỏ não. Khoảng 80% người già bị sa sút trí tuệ do bệnh này. Bệnh thường xảy ra ở những người có độ tuổi từ 50 đến 80. Bệnh thường có biểu hiện bằng suy giảm trí nhớ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho lao động nghề nghiệp và giao tiếp xã hội của bệnh nhân, bao gồm giảm trí nhớ, rối loạn về ngôn ngữ và mất khả năng sử dụng các động tác, đặc biệt là mất khả năng nhận biết. Có nghĩa là bố em sẽ không nhận ra được chúng em, rồi sẽ không nhớ được đường về nhà đúng không ạ? Khi bệnh nặng thì có thể là như vậy. Chị em mình vô tâm quá. Bố nghỉ việc ở nhà hàng cả tháng rồi mà chẳng ai biết cả. Tất cả là tại chị. Chị đã không chăm sóc bố chu đáo. Bệnh của bố em chưa đến mức nghiêm trọng lắm đâu. Cần nhất là phải tìm bố về đã. Sau đó sẽ có phác đồ điều trị cho ông ấy. Em cảm ơn anh ạ. Có tin gì của bố em sẽ điện cho anh ngay ạ. Em xin phép ạ. Ừ, các em chào về bác nhé. Sĩ ạ. Em chào anh Toàn ạ. Chào cậu. Cậu điều tra hộ tôi hồ sơ đối tượng này. Hộ khẩu thường trú của hắn nằm ở địa bàn mình đấy. Vâng, để em báo cáo với lãnh đạo ạ. Chú Lâm. Này, tại sao người đàn ông này ở đây? Dạ, anh quen ông ấy à? Ừ. Chiều nay thấy ông ấy nằm ngất ngoài đường. Tổ tuần tra đưa về trạm y tế rồi đưa về đây. Trong người ông ấy không có giấy tờ gì cả. Hỏi con cái là ai cũng không biết. Bố vào nhà đi ạ. Về đến nhà mình rồi đấy. Anh nghĩ mình phải khẩn trương đưa bố vào viện đi. Anh không nói được câu nào dễ nghe hơn à? Muốn đưa bố vào đấy thì cũng phải làm công tác tư tưởng chứ. Người bệnh thường hay nhạy cảm lắm. Công nhận vợ mình thay đổi nhiều, nói năng gãy gọn ra phết đấy chứ. Hóa ra trước đây anh cứ nghĩ vợ anh ngu lắm hả? Mới có một ngày mà bố đã ra nông nỗi này rồi. Bố ơi, bố ăn cháo nhé. Chú ạ. Để con đi mua ạ. Bố. Bố ơi, chúng con xin lỗi bố. Bố ơi, bố ơi, bố mang chúng con đi. Hay bố đánh con đi cũng được. Con xin bố đừng im lặng như thế nữa. Bố. Bố ơi bố, bố đừng làm chúng con sợ. Bố nói cái gì đi ạ? Thôi im đi, mày đừng có khóc nữa. Bố có làm sao đâu mà cứ phải khóc lóc thế. Có việc thì cứ đi làm đi. Cháu cứ đi làm đi. Chú nhận ra cháu rồi ạ. Đừng để việc riêng ảnh hưởng đến sự nghiệp chung. Đi làm đi. Dạ, cháu xin phép chú, xin phép mọi người. Xong việc anh sẽ quay lại. Vâng ạ. Anh đi nhé. Thằng Khánh đi mua hộ bố bát cháo được không? Dạ, vâng ạ. Sao bố phải hỏi như thế? Bố muốn ăn gì, ở đâu thì anh ấy cũng sẽ đi mua cho bố mà.
Đừng cậy bụng mang dạ trưởng mà bắt nạt chồng như thế nhá. Không ạ, vợ con nói đúng đấy ạ, con đi ngay đây. Bố ơi bố, từ bây giờ bố đừng bỏ chúng con nữa nhá bố nhá. Bố xin lỗi. Thực ra bố biết bệnh của mình lâu rồi, nhưng trước giờ bố có bao giờ giấu bọn con chuyện gì đâu. Vì bố không muốn làm gánh nặng cho mấy đứa. Bố, bố hy sinh cả đời để nuôi dạy chúng con, chúng con còn chưa báo đáp được gì nữa là mà mọi người đang diễn cảnh luôn đấy à? Nghe xem thế. Thì chị cũng khóc sưng hết cả mắt rồi còn gì nữa. Thôi được rồi, nín cả đi. Mà bố đã chết đâu mà chúng mày khóc nhiều thế. Bố mệt rồi, bố về phòng nghỉ đây. Ừ, mà mấy đứa tắm rửa nghỉ ngơi đi. Hiệp qua mới có một ngày mà trông đứa nào cũng hốc hác cả, rót hết ga ruột. Anh đã nói với Luân cho em nghỉ mấy hôm rồi? Em chỉ cần xin nghỉ một hôm thôi. Đi làm mà cứ xin nghỉ như thế, mọi người dị nghị, ngại lắm. Em ở nhà chăm sóc bố đi, mọi việc ở công ty cứ để anh lo. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Mọi việc ở công ty anh đã lập trình rồi, cứ thế mà thực hiện thôi. Này. Cái gì đây ạ? Đây là xôi, bánh mì, bánh cuốn, bánh bao. Nói chung là tất tần tật những món điểm tâm buổi sáng. Nhưng mà bố em toàn nấu đồ ăn sáng, có bao giờ phải mua đâu. Nhưng mà bố em ốm như thế, làm sao mà nấu được. Ơ, mà sao anh biết là bố em nấu đồ ăn sáng ạ? Hóa ra có những điều em nói dối nhá. Không có. Thôi, em vào nhà đi. Rồi ăn sáng nhá. Anh đến công ty đây. Có gì alo sau. Vâng, em biết rồi. Gặp nhau sau. Chị, không cần phải nấu ăn sáng nữa đâu, anh Khôi mang đồ ăn đến rồi. Nhưng mà bố muốn ăn bún thang, mà lại phải là bún tự nấu cơ, không được mua ở hàng. Thế mới chết chứ. Món đấy chị không biết nấu à? Những món đơn giản thôi, chứ bún ốc bún thang thì chịu. Thế làm thế nào bây giờ? À, mà hình như em có cuốn sách dạy nấu ăn đấy, để mình lấy xem như nào. Cái con này. Này, sao mắt em thâm quầng thế kia? Đêm qua lại mất ngủ đấy à? Chị thì khác gì em, cứ như còn có chút ý. Mà chị định nấu bao nhiêu món mà mày la liệt ra nhiều thế? Trước đây chị cứ nghĩ là khả năng nội trợ của chị không đến nỗi. Bây giờ mới biết là quá tệ. Bao năm nay hễ đứa nào mon men đến cửa bếp là bị bố đuổi ra, có cho nấu đâu. Bảo bối đấy rồi. Tên đưa đây. Nấu theo thế này liệu có ổn không? Người ta hướng dẫn kỹ lắm, cứ làm theo công thức này chắc là được thôi. Mà nếu như không có được ý, thì chúng ta lại gọi điện hỏi chị Good Girl. Thôi, cho em mượn cái tạp dề. Hả? Hôm nay em sẽ vào bếp, chị với cả Vi chỉ làm phụ bếp thôi. chị Tiên vào bếp á? Sời. Này nhá, chị mà hơi bị thông minh đấy. Không làm thì thôi, chứ một khi mà đã làm á, thì chỉ có đỉnh của đỉnh. Lại mày tao rồi, chán chị luôn, nào mất bố. Nguyên liệu là... Bố.
Bố đang làm gì đấy hả? Bố tìm gì đấy ạ? Rõ ràng là để cái lọ mắm tôm ở đây mà bây giờ không thấy đâu nhỉ? Mắm tôm phải ở trong bếp chứ bố. Bố đi đâu đấy? Bố đi đâu đấy ạ? Bố. Thưa bố, thưa mẹ, con xin phép bố mẹ cho con và Lan tháng sau được tổ chức đám cưới ạ. Con định tháng sau cưới? Dạ. Thế không phải lần trước cái Lan đã từ hôn rồi sao? Lần ấy là lỗi ở con. Chính con đã quyết định mà không bàn bạc gì với Lan, nên cô ấy mới phản ứng như vậy ạ. Còn lần này đã bàn bạc chưa? Sao không gọi cái Lan về đây luôn để nói chuyện? Lan chưa biết việc này, nhưng mà con hiểu là đã đến thời điểm ạ. Thế bệnh tình của bố cái Lan thế nào rồi? Có khá hơn hôm mẹ vào thăm không? Có phần nặng hơn ạ. Lan dạo này vất vả lắm. Vì thế bố mẹ cũng đừng trách cô ấy, vì cô ấy không sang nhà mình ạ. Đúng là đời người chẳng biết thế nào. Nhưng cưới xin vào cái lúc nhà người ta rối ren như thế, liệu có nên không? Mẹ phản đối đấy. Còn lấy ai thì lấy, nhưng mà lấy cái Lan mẹ không đồng ý đâu. Bà làm sao thế? Mọi khi vẫn khen cái Lan hết lời cơ mà. Nói rằng ai có phúc mới lấy được nó làm dâu đi thôi. Trước khác, giờ khác. Lan trước sau gì vẫn là cô gái tốt mà mẹ. Mẹ không nói nó xấu, nhưng mà nó là con cả. Ông bố thì lại điên điên dở dở như thế. Lấy nó về để con gánh gãy lưng à? Yêu nhau thì phải biết chia sẻ cho nhau chứ. Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ không thể ngồi nhìn con đâm đầu vào cái chỗ gai góc ấy được. Mà có phải là chỉ bỏ ra công sức đâu. Lấy nó á, con phải lo cả tiền bạc để chữa trị cho ông bố nó nữa. Gia cảnh nhà ấy như thế nào mẹ tìm hiểu hết rồi. Tóm lại là không được. Mẹ, đã yêu nhau sao phải so đo cái chuyện đấy ạ? Không phải so đo, mà nhìn thấy tai ương thì phải tránh. Con yêu Lan, và con sẽ lấy cô ấy ạ. Anh dám? Đã nhiều lần con sai lầm và con suýt mất Lan, con sẽ không lặp lại chuyện đó nữa đâu. Không biết tôi có nghe nhầm hay không đây. Phải nói là trong chuyện tình cảm, anh thay đổi đến mức mà bố không nhận ra được đấy. Không có chuyện cưới xin gì hết, trừ khi cô dâu không phải là cái Lan. Mẹ, mẹ đừng như thế nữa được không? Mẹ có biết là chúng con đã phải trải qua bao nhiêu là sóng gió không ạ? Cái nhà này cũng sẽ gặp bão tố nếu như mà anh đưa cái Lan về đây. Bố là người sống rất nguyên tắc, nhưng nguyên tắc của bố là sống có tình, có nghĩa. Phải ăn ở với nhau như bát nước đầy. Bố vẫn nói là đàn ông là phải biết đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Nhưng bố cũng biết câu tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Có thể đời bố chưa trọn vẹn được bốn điều ấy, nhưng bố muốn con làm được điều này. Bố con ông hôm nay làm sao thế nhỉ? Từ lúc nghỉ hưu, nhất là sau khi ông bạn thân của tôi mất đi, tôi bắt đầu nhìn lại quá khứ, nhìn lại cách đối nhân xử thế. Tôi thấy mình còn nhiều lỗi lắm, nhất là với bà, với con. Tuy không phải một sớm một chiều mà thay đổi được, nhưng tôi sẽ thay đổi. Nếu rời cho tôi sống đến 80, tôi sẽ có nhiều cơ hội. Ông có phải ông đang bị bệnh gì không? Chưa bao giờ tôi thấy mình khỏe như lúc này. Bố ủng hộ con, nhưng con cũng nên tìm cách hỏi ý kiến cái Lan, đừng tự quyết định. Dạ vâng ạ, con rất cảm ơn bố ạ. Mẹ, con biết mẹ là người rất nhân hậu, mẹ cũng ủng hộ con chứ ạ? Bố con anh đã quyết thì ai dám trái ý.
Nhưng mà tôi nói trước, đám cưới sẽ rất tiết kiệm đấy. Còn phải để tiền lo chạy chữa cho bố vợ anh nữa. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ ạ. Cửa có khóa đâu. Khổ quá. Con à? Mẹ. Con cứ tưởng mẹ muốn nói chuyện với con một lát được không? Dạ vâng ạ. Con mời mẹ ngồi ạ. Ngồi xuống đây con. Mẹ à, con xin lỗi. Dạo này bệnh tình của bố con ngày càng nặng, nên chúng con có gì sơ suất, con mong mẹ thông cảm ạ. Con này, mẹ không thích kiểu nói xã giao như thế đâu. Đã là dâu con trong gia đình thì chân thành vẫn hơn con ạ. Vâng, con hiểu mà. Con ạ, bố con không chỉ là thông gia mà còn là bạn của bố mẹ trong nhiều năm qua. Vì thế bố mẹ cũng rất lo lắng cho bệnh tình của bố con khi biết bố con mắc căn bệnh quái ác ý. Dù sao vẫn còn may là không mắc bệnh nan y mẹ ạ. Mẹ thấy Khánh nói là bố con lúc nhớ lúc quên, chân tay mất kiểm soát rồi phải không con? Dạ vâng. Bố con bây giờ lúc nào cũng cần phải có người bên cạnh ạ. Con ơi, mẹ nghĩ là hay là con dọn về bên ấy ở một thời gian đi. Mẹ, trước thì mẹ không muốn con về bên ấy, vì mẹ nghĩ con cần được ở bên này để được sự bảo ban dạy dỗ của mẹ. Vâng. Thú thật với con, sau khi biết chuyện các con hợp đồng hôn nhân, mẹ không chỉ giận con mà còn mất lòng tin ở các con nữa. Dù con có làm gì đi chăng nữa thì mẹ cũng nghĩ là con giả tạo với mẹ. Mẹ nghĩ như thế là đúng đấy ạ. Con xin lỗi mẹ. Dù bây giờ mẹ cũng chưa nghĩ con là một con dâu tốt, đảm đang, nhưng mẹ hiểu con là một cô gái rất tốt, con ạ. Cũng phải có một đứa có cá tính như con ấy thì mới trị được thằng Khánh của mẹ. Mẹ, mẹ không thích nói những điều sáo rỗng, nhưng tất cả những gì mẹ nói với con đều xuất phát từ đáy lòng mẹ. Mẹ à, con thấy con lỗi với mẹ quá. Thôi, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Con ạ, sau biến cố, bố mẹ đã dồn hết những đồng tiền cuối cùng để vực lại công ty. Thậm chí bố mẹ còn dùng cả khoản tiền để dành của con nữa. Đúng là cuộc đời chẳng biết thế nào mà nói trước. Mẹ đã từng nghĩ cái gia đình này có thể vài đời nữa mới ăn hết tiền. Ấy vậy mà. Mẹ à, mọi chuyện cũng đã qua giai đoạn khó khăn rồi mà mẹ. Con này, đây là số nữ trang, tiền bạc mà bà nội Khánh cho mẹ. Con cầm lấy, rồi bán đi, thêm thắt tiền chữa bệnh cho bố con. Mẹ, mẹ cất đi. Mẹ cất đi ạ. Chúng con vẫn còn lo được mà. Cầm lấy con. Con công nhận là mẹ giận đấy. Cầm lấy. Mẹ. Hay là con chê phải không? Dạ không, không phải đâu mẹ. Con không có ý đấy. Nhưng đây là những kỷ vật của mẹ. Bán đi thì tiếc lắm ạ. Mẹ cho thì con cứ cầm lấy. Còn bán hay không, tùy các con quyết định.
Nhưng mà mẹ ơi, cầm lấy đi con. Không có nhưng nhị gì hết. Thôi, mẹ mệt rồi, mẹ về đi nghỉ đây. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Đã nói là người một nhà thì không được khách sáo cơ mà. Đi ngủ sớm đi, để cháu mẹ phải thức khuya là mẹ không bằng lòng đâu đấy nhá. Mẹ, ngủ đi con, ngủ đi. Hết rồi bố ạ. Bố ơi, bố ngồi đây chờ con một lát. Con vào vò cái khăn lau mặt cho bố nhé. Lan ơi, Lan. Kìa, chú. Chú làm sao thế ạ? Để cháu xem nào. Cháu bóp cho chú một lúc sẽ đỡ thôi. Bố em làm sao đấy ạ? Chắc bố đá vào chân bàn. Chết thật. Thôi, em cứ ở ngoài này dọn dẹp đi, để anh đưa bố vào trong phòng nghỉ. Vâng ạ. Em để anh làm cho. Để anh làm cho. Trông em có vẻ mệt mỏi đấy. Ngoài bắt tội phạm ra, hình như anh không làm được gì cả. Anh sẽ thay đổi, em yên tâm. Em đùa thôi. Em hiểu công việc của anh chứ. Mà muộn rồi, anh đến đây làm gì đấy hả? Anh vừa về nhà, thấy sốt ruột nên tạt qua xem mấy chị em thế nào. Thế Vi chưa về hả em? Con bé xin nghỉ làm ban ngày nên buổi tối tranh thủ làm bù. Nhà neo người, nhiều lúc em nghĩ thấy tủi thân quá. Hết án này, anh sẽ xin được nghỉ phép dài hạn. Anh xin nghỉ phép á? Em không tin anh à? Em nhớ anh từng nói là sau này dù có cưới vợ cũng chỉ xin nghỉ một ngày thôi mà. Anh nói rồi mà, anh sẽ quyết tâm thay đổi. Từ nay anh sẽ cố gắng để được bên em và gia đình nhiều hơn. Điều gì làm anh thay đổi nhanh thế ạ? Chính sách lâu lâu còn phải sửa đổi và bổ sung nữa là... Anh đùa thôi. Em thiệt thòi nhiều rồi. Bây giờ đã đến lúc anh phải bù đắp cho em. Anh sẽ cố gắng để em thực sự yêu anh, muốn ở bên anh. Và anh cũng như vậy. Anh sẽ không để cho ai đó có thêm cơ hội nữa đâu. Anh muốn nhắc đến anh Long phải không? Anh cảnh báo đàn ông nói chung, chẳng riêng gì hắn cả. Mà dạo này Long thế nào rồi? Anh Long cùng với gia đình Tuyết đã đi làm ăn xa. Hôm trước khi đi, hai người có đến chào em. Thế à? Sao hả anh? Không sao cả. Anh đói quá, em cho anh xin bát mì tôm được không? Chết, đến tận giờ này anh vẫn chưa ăn tối à?
thì xong việc anh về đây ngay, đã kịp ăn uống gì đâu. Anh đợi em một lát nhé. Ừ. Vi, em ngủ một lát đi, đến khoảng 5 giờ chị gọi em dậy. Hay là chị để em sang trông bố cho, đêm nào chị cũng thức trắng rồi còn gì nữa. Thực ra bệnh tình của bố cũng không đến mức phải ngồi trông 24/24 đâu. Nhưng mà chị xót bố lắm. Em cũng thế. Nhìn bố không thể tự xúc nồi thìa cơm, rồi cũng không nhận ra cả chị em mình nữa. Nhìn mà em chỉ muốn trào nước mắt thôi. Chiều nay bố nói chuyện với chị mà toàn nhầm là mẹ thôi. Chị thương bố quá. Hy vọng là hết đợt thuốc này bố sẽ đỡ hơn. Thế mai vẫn nghỉ làm đấy à? Vâng ạ. Đợt này ít việc. Với lại em cũng không muốn chạm mặt Khôi. Em định chia tay thật hay sao? Yêu nhau mà không có tâm trí, thời gian dành cho nhau thì yêu làm cái gì hả chị? Chị nghĩ là vẫn có thể dành thời gian cho nhau mà. Thôi, em ngủ đây. Nói mấy cái chuyện đấy đau đầu lắm.